Hôm nay là ngày tảo mộ, gọi là tảo mộ. Tảo mộ dỗ 3 ngày bà con. Đây cái phong tục của Việt Nam đó. Thì con cháu thân nhân tới thăm viếng mộ trong vòng 3 ngày. Quay về ha. Khi nào mà chụp hình nhé, bấm. Kêu chụp về, chụp về. Thì không phải chụp cái người này, cứ một người anh có đánh chụp. Ấn chụp một cái, ấn cái. Một cái, nhấp cái. Nhiều khi mình phải thông báo cho người chụp hình. Người kia, người này không phải. Chụp nó bái chưa? Chụp ta. Chưa chưa đọc kinh về là hai đứa mình trước xong rồi hai đứa rồi chú Thành lên đi tới ăn thôi. Mẹ chúng mẹ ơi, mẹ cho chúng con này kia đoàn kết thương nhau đi mẹ ơi. Mẹ tới bây giờ cũng có lỗi sổ cho mẹ ơi, mẹ có linh thiêng thì mẹ phù hộ cho chúng con nhé, để chúng con thì yêu thương nhau nhé mẹ nhé. Đâu chị đang chờ anh nữa, anh ơi cứ đi chờ đi đây này, để chờ chút xíu anh đưa đem đưa con em ra rồi bắt đầu anh rồi chờ này kia để bỏ chung đấy. Chị kia mấy chị kia có đốt chưa? Chị anh đốt chưa? Chị anh đứng lại gần đấy. Rồi ai cắm này. Cắm đi cho mấy anh rồi đồng ý. Như vậy có chúng ta thấy có hai cái loại nhang ha. Nhang lớn rồi nhang nhỏ. Cái nhang lớn đại diện cho gì, con cái hay gì không biết. À chứ không có ý nghĩa gì khác hả? À, tây như thế này là cái bề ngoài. À, bề ngoài. Như vậy coi như cắm tượng trưng vậy coi như được rồi. Một chủ yếu là coi như đọc kinh để cầu nguyện cho những người mới qua đời đó. Còn cái nhang thì coi như lớn nhỏ hay gì đó thì cũng rõ hẳn ha. Mẹ không biết sao mà họ bảo con giống mẹ của mẹ ơi.
trong ngày vũ thăm mộ của mẹ thì chúng con ra đây để thăm mẹ lần cuối, rồi chúng con cầu xin mẹ phòng Chúa cho mẹ chống ở trong gian với ngài, mẹ về trên thiên quốc cho mẹ cũng cầu về cho nhân chúng con như thế này, chúng con được cho nên cha và con và thánh thần amen. Lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha cả sáng, nước cha chỉ đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ tham nợ chúng con. Xin chưa để chúng con sẽ chưa cám dỗ, nhưng khi chúng con cho phải xin chưa amen. Tôi tin kính như Chúa Trời là cha phép tắc vô cùng dựng lên trời đất. Tôi tin kính như Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng con, nơi theo Đức Chúa Thánh Thần mà người sống thai sinh với bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan Phanxio Pilato, chịu đóng đinh trên cây thánh giá, trên thập tan xa xuống một tố tăng, ngày thứ ba bơi trong kẻ chết mà sống lại lên trời, ngược về yêu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng. Ngày sau trời lại xuống vang xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này. Các thánh thông cộng. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen. Lạy Chúa, con ở dưới bậc sao kêu lên Chúa. Xin Chúa hãy thương nhận người con kêu vang. Hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tội nào ai đổi lừa. Bởi Chúa hằng có lòng lành cùng vì người Chúa phán hứa, con đã trong cậy Chúa, linh hồn con cậy nhờ Chúa ấy. Vì đã trong cậy Chúa, những kẻ làm dân nước Chúa trời đến ngày hãy trong cậy người cho nên. Vì người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân người hay thấy. Lạy Chúa, xin ba cho linh hồn Maria được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy linh hồn Maria cho khỏi khổ mục. Xin Chúa nghe lời chúng con thánh cầu và đưa linh hồn Maria xuống đau sâu. Xin vì công nghiệp được nữ đồng trinh mà Chúa giơ tay dẹp tắt lửa hồng lũng đau vô cùng đớn đau. Xin Chúa nghe lời chúng con thánh cầu mà đưa linh hồn Maria qua chốn đau sâu. Xin vì công nghiệp được nữ đồng trinh mà Chúa giơ tay dập tắt lửa hồng lũng đau vô cùng đớn đau. Xin Chúa nghe lời chúng con khẩn cầu mà đưa linh hồn Maria qua chốn đau sâu. Xin vì công nghiệp được nữ đồng trinh mà Chúa giơ tay dập tắt lửa hồng lũng đau.